Hello anh chị em thì nay mình quay sơ qua mấy cái chỗ mũi ở chỗ công ty mình hiện tại đang làm. Đây anh em có thể thấy đây là từ công ty từ ngày xưa rồi, người ta làm toàn thùng to rồi. Mũi khoan máy to mọi người nhé. Mình kéo ra chắc mọi người sẽ bất ngờ. Cái này không có gì. Sorry anh em, tiếp tục. Đây, mình nghĩ cái mũi này chắc nó rơi vào khoảng độ 5 triệu đến 10 triệu một cái mũi này. Anh em. To cành càng luôn. Đại choác. Mũi này là mũi bao nhiêu đây? Tôi không ghi gì chỗ này. Mình xem, sẽ xem chỗ này. 87 mọi người nhé. Đây, cái số đây này. 87. Trên này 55. Hai mũi to này. Đây, trên này là mũi 50. Mũi 50. Đây. Đống mũi luôn. Còn bây giờ ít khi sử dụng lắm. Bên này là que. Que hàn tích, nói chung là từ lâu rồi. Que to nhất đây. Cái này que 5.0. Anh em nhìn que to này biết này. Còn lại bé thì nhìn đi. So với que này. Trong này là que hàn. Que Hàn Quốc nhé. Trên này là hàn dây. Hàn máy, hàn mic mắc. Đây, cái này cũng là que mọi người nhé. Đây, que cái loại 6.4 x 700. Đây có hai máy sấy que để cho nó khi các bạn hàn dính ấy, cảm giác là tiếp mát tiếp điện kém ấy, thì sẽ cho vào đây sấy. Cái nò này máy này nướng khoai chín được nghe ạ. Đây sấy. Con này là con chuyên ngoạm ống. Ống làm là lan can cầu thang. Đây là cái khung của mình đang đính. Con này dài 10 mét. Nên mình đưa ra anh em đây, que đây. Que này que 5.5 rồi đấy. Còn que 7.0 nó to hơn. Đây, que này que 7.0. Đây. Anh em. 7.0 dài 700. Mấy que này là chuyên hàn thùng mọi người nhé.
Đây chuyên hàn thùng này. Loại thùng to à. Thùng này là chuyên hàn mới. Đây là toàn là que đấy nhá mọi người nhá. Hàn que ấy. Bằng que. Đây là mấy công trình mà bọn mình vừa làm được trước. Thùng này. Thùng này đang cho nước vào để thử nước xem nó có giò không. Đây. Con máy này mà lúc mà mình quay mũi đấy sẽ dùng ở con máy này. Ogawa to cành này. Lên kia đi. Đi. Về thôi. Quá đẹp.